Hội đồng xét xử tuyên án vụ án chuyến bay giải cứu, bị cáo Hoàng Văn Hưng không bị oan. Nhận định của bản án sơ thẩm cho rằng, cựu điều tra viên vụ án chuyến bay giải cứu Hoàng Văn Hưng không bị oan, đủ căn cứ kết tội đối với Hưng. Chiều 28 tháng 7, trong phần tuyên ám vụ án chuyến bay giải cứu, hội đồng xét xử đã nêu lên một loạt căn cứ để buộc tội bị cáo Hoàng Văn Hưng. Đối với bị cáo Hoàng Văn Hưng, mặc dù tại phiên tòa, Hưng khai không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội và Nguyễn Thị Thanh Hằng, phó tổng giám đốc công ty Blue Sky. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của Hằng, Tuấn, đơn tố giác của Hằng và Lê Hồng Sơn, tổng giám đốc công ty Blue Sky, căn cứ lời khai của một số người khác, dữ liệu điện tử, chiếc xuất camera, tòa cho rằng bị cáo Hưng đã nhận chiếc cặp có chứa 450.000 USD. Tại tòa, Hưng cho rằng lời khai của Nguyễn Anh Tuấn không khách quan. Hội đồng xét xử xét thấy quá trình điều tra, cơ quan điều tra, việc kiểm sát đã thu thập chứng cứ khách quan. Theo bản án, bị cáo đã nhiều lần được viết bản tường trình, tự khai, cung cấp chứng cứ, nhưng bị cáo đều từ chối bị cáo cho rằng lời khai của Hằng, Tuấn là một chiều, không khách quan là không có cơ sở. Bởi theo hội đồng xét xử, ngoài lời khai của Hằng, Tuấn, tòa còn thu thập lời khai của nhiều người khác, dữ liệu điện tử để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo. Theo hội đồng xét xử, các lời khai của bị cáo thể hiện nhiều mâu thuẫn, lời khai của bị cáo không thành khẩn, không trung thực. Hội đồng xét xử đủ cơ sở xác định khi bị cáo chuyển công tác không còn thẩm quyền điều tra vụ án nhưng bị cáo đã lợi dụng chức vụ trưởng phòng nắm được một số thông tin vụ án, từ đó cung cấp cho Hằng, Sơn để tạo niềm tin thông qua Nguyễn Anh Tuấn gặp Hằng, hướng dẫn Hằng khai báo. Từ những phân tích trên, hội đồng xét xử thấy bằng hành vi của Hoàng Văn Hương cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hội đồng xét xử khẳng định bị cáo hưng không oan và không chấp nhận lời bào chữa từ các luật sư hội đồng xét xử đã tuyên ba án trung thân về tội nhận hối lộ đối với bị cáo phạm trung kiên cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế vũ anh tuấn nguyên phó trưởng phòng tham mưu cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an và nguyễn thị hương lan nguyên cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao bị cáo hoàng văn hưng cũng bị tuyên án trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cựu thứ trưởng Tô Anh Dũng bị tăng hình phạt so với mức án đề nghị. Cụ thể, bị cáo Tô Anh Dũng, nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ 37 lần, tổng số 21,5 tỷ đồng, phạt 16 năm tù. Trước đó, viện kiểm sát đề nghị mức án từ 12 đến 13 năm tù.